À, xin chào các em. Hôm nay cô tiếp tục đăng một cái bài của dạng như đề thi tuyển sinh ấy. Nếu như cái công thức làm bài ở những cái dạng này thì các em, nhất là học sinh lớp 9 của Miss Lam, là mong là làm bài tốt với điểm thi sẽ theo mong muốn của mình nha. Rồi bây giờ các em nhìn lên trên bảng. Ở đây là verb form, là một trong những công thức cũng rất là quan trọng. Làm thế nào để chia động từ cho đúng? Đúng thì các em mới có điểm, không đúng thì I'm zero. Ok, do you like to eat zero? Yeah, my students said no, I don't like to eat zero. Khi mới hỏi học sinh của mình là có thích, có muốn ăn zero không thì hoàn toàn trả lời là không. Đúng rồi, ơi ăn zero là chết luôn, đồng nghĩa với lại là ở lại. Rồi nói vui chút xíu thôi, đi vô bài nè. Câu 1 này: People are fond of football matches on TV. Thì ở cái chỗ này chỗ what, nhưng sau tất cả các giới từ cô nói mãi thôi, động từ chúng ta chuyển qua dạng verb in, viết lại sẽ là viết là watching. Watching. Ok, thì mới có điểm. Được chưa? Đó. Người ta thì rất là thích xem bóng đá trên TV. Rồi câu 2 này: You should consider buying that item to avoid waste money. Đó, bạn nên này, cân nhắc mua cái món hàng đó để mà tránh lãng phí tiền bạc. Hay ghê không? Nhưng quan trọng là khi sau consider này, chúng ta phải biết là giữ nguyên động từ là verb, là buy hay là to buy hay là buying, thì luôn luôn sau consider chúng ta sẽ phải cộng verb in. Lúc này sẽ chuyển qua là buying mới có điểm, hay ghê chưa? Còn cái từ này là waste thì chuyển qua là wasting, bỏ ý ngắn wasting. Ok, you should consider buying that item to avoid wasting money. Đó, hay ghê ha, quá tuyệt luôn. Câu 2 dịch ra này: bạn nên cân nhắc mua món đồ đó để tránh lãng phí tiền bạc. Quá dữ luôn. Đó. Rồi đến câu 4 này: We stop once by petrol and then we stop again as someone on the way. Câu này cũng hay lắm. Câu này nói là chúng tôi dừng lại ở cái cửa xăng á, thì á rồi đổ một ít đổ xăng này. Nhưng mà ở đây nè, chữ stop này dừng lại làm gì luôn luôn cộng to verb. Ở đây chữ buy này chúng ta phải đi là to buy nha. Dừng lại để mua xăng, để đổ xăng thì phải là đi to buy. Nếu để nguyên buy thì ăn zero, ô con dê răng. Ok. Đó, then we stop again at someone. Thì ở đây stop nè, đó stop và dừng lại hỏi ai đó về đường đi. Thì ở đây các em phải chuyển qua chữ này, sẽ là chuyển qua là chữ này nhé, viết lại sẽ là to ask, mới có điểm, hay ghê chưa. Rồi finally này: I stop the video game to go club room to meet my friends. Thì ở đây dừng lại, ở đây chữ này cô quên viết nè, chữ này ở đây sẽ là play nhé, play. Ở đây người ta nói là play, nhưng mà dừng lại để làm gì? Dừng lại việc chơi game để đến lớp gặp bạn bè, thì chắc chắn là dừng hẳn việc chơi game, chúng ta sẽ chuyển qua, chúng ta sẽ viết lại là playing mới có điểm nha, cái này mới đúng nè nha.
dừng lại để làm gì? Cộng số verb dừng hẳn việc đang làm, dừng hẳn việc chơi game thì cộng verb in. Ok chưa? Rồi, bài đến đây là hết rồi đó. Bye bye em. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Video của em đến đây là kết thúc. Các anh chị thấy hay thì cho em một like và một subscribe để chia sẻ, để ủng hộ video của em mới cả nha. Rồi, chào tạm biệt.